của Sở May Tuấn Thúy ạ. Chị gái nào vào xem livestream của bên em rồi thì tất cả các chị ơi, cho em xin một chấm để em nhìn thấy và em chào hỏi tất cả chị trong livestream hôm nay nhá. Rồi ok, em chào chị Lê Hòa, em chào chị Hoàng Ngọc, chào chị Thanh Nhàn, chị Hoàng Ngọc. Em nhìn thấy chị rồi ạ, chị Hồng Kim, chị Thanh Nhàn này, chị Lệ Trần, chị Hà Tinh, em chào tất cả các chị nhá. Rồi chị Thanh, Thanh Thủy, ok, em đã nhìn thấy chị rồi, cảm ơn chị yêu rất là nhiều. Mẫu này đẹp quá em ơi, chị muốn mua luôn. Rồi các chị gái ơi, chị gái nào muốn mua mẫu này đợi em một chút, em xin phép các chị 2 phút. Em chào hỏi tất cả chị trong livestream ngày hôm nay, chưa đúng không ạ? Chị gái nào vào xem trước hết mình để lại cho em xin một dấu chấm trước nhá, để em nhìn thấy tất cả các chị trước, bởi vì rất là nhiều chị gái vào xem livestream nhưng mà mình lại bị ẩn comment đúng không ạ? Một lát nữa là sẽ rất là nhiều chị vào comment đặt hàng mà mình bị ẩn comment là không mua hàng với giá rẻ thì rất là tiếc đúng không ạ? Hôm nay nhà em mở bán sơ mi hàng thiết kế siêu phẩm với giá cực kỳ là rẻ tại livestream với chị nhá. Rồi ok, em chào chị Hoàng Ngọc, chào chị Mận Em, chị Thảo Nguyễn, chị Hoàng Mơ, chị Đỗ Thanh Bình, chị Ngân Thu, chị Nguyễn Duyên, ok tất cả chị luôn. Rất là nhiều chị hỏi cái mẫu áo sơ mi của livestream hôm nay rồi đúng không ạ? Sơ mi siêu phẩm này hôm nay em sẽ mở bán với giá là 50.000 đồng hai chiếc với chị nhá. 50.000 đồng hai chiếc áo sơ mi hàng thiết kế cao cấp, đẹp như thế này, phong dáng cực trẻ, cực hiện đại, cực xinh luôn cho em nhá. Chị gái nào vào xem mình hãy nhanh tay chuẩn bị ngắm màu và đặt hàng giúp em. Cú pháp của ngày hôm nay là 50k cộng 2 màu kèm số điện thoại được chưa ạ? Nếu mà chị gái nào lấy cả bộ bao gồm áo và chân váy em đang mặc cũng giá 50.000 thì mình hãy đặt hàng cho em là bộ 50k kèm số điện thoại nhá. Hàng thiết kế có size cho các chị gái từ 40 đến 60 cân quay đầu trở xuống. Chất von lụa chị nha, 60 cân quay đầu trở xuống ạ. Rồi ok, chào chị Phương Phương, chào chị Khổng Hương, chị Dương Thị Lan Anh, chị Chim Thu này, chị Hương Giang, chị Nguyễn Lê, chị Hương Lê Lê đặt hàng kèm số điện thoại luôn giúp em nhá. 50k hai chiếc màu trắng ok chưa ạ? 50k hai chiếc màu này là màu cam đất cho em nhá. Cam đất siêu tôn da luôn các chị ơi, ngắm cho em cam đất này. Mẫu này về được cái màu cam đất rất đẹp, cổ chữ V có dây buộc đằng trước hay đằng sau cũng được nhá. Béo bụng, béo bắp tay, béo vai ở đâu mặc mẫu này cực kỳ là xinh cho em. 50k hai chiếc chị ơi, mua một chiếc không bán lẻ một chiếc nhá. 50k hai chiếc đặt hàng kèm số điện thoại luôn cho em chưa ạ? Rồi hồng Hàn Quốc đây nhá, chị gái nào lấy hồng Hàn Quốc nhanh tay luôn. 50k hả? 50k hai chiếc nhá, kèm màu và kèm số điện thoại. Bên em sẽ có các bạn nhân viên gọi điện là tư vấn chiều cao cho các chị mặc vừa mặc đẹp bên em để gửi hàng nhá. 50k hai chiếc màu hồng phấn ok chưa? 50k hai chiếc màu đen các chị nhá, màu đen quá sang quá xinh này. 50k hai chiếc màu này màu nu nhá, màu nu màu da siêu đẹp của em luôn, về được tông màu này rất tây này. Và 50k hai chiếc màu đỏ chị nhá, màu đỏ thì quá là thần thánh rồi, vàng em đang mặc thì chị gái nào da ngăm da đen mặc vàng thoải mái luôn cho em nhá. 50.000 đồng hai chiếc đặt hàng luôn kèm số điện thoại cho em luôn các chị nhá. Rồi mẫu này chị thấy ở ngoài toàn 4-500, vải không hề mỏng nhá, chất vải rất là đẹp, von lụa cao cấp, bỏ với giặt quay thoải mái nhá. Em giơ lại màu đúng một lần nữa rồi em sẽ bắt đầu chốt hàng tại livestream trực tiếp luôn nhá. Nên mình vào xem livestream mình hãy cho em xin 1 phút chia sẻ cái livestream cho em 2 lượt trang cá nhân ở chế độ công khai và 2 lượt hỗ trợ nhóm nhá. Nhà em chia sẻ rất là đơn giản để nhận quà đơn giản luôn được chưa ạ? Màu trắng ok chị ơi, 50k hai chiếc này. Màu cam đất nhá, được chưa ạ? Hồng Hàn Quốc siêu trẻ siêu xinh này. Đen này ok chưa ạ? Màu nu màu da nhá và màu đỏ được chưa ạ? Rồi 50.000 đồng hai chiếc ạ. Rồi nhanh tay tại cửa hàng đang bán với giá 450.000. Trên livestream này bán luôn với giá 50k hai chiếc nhá. Thực ra là không phải là bán mà là tặng quà đây đúng không ạ? Tặng luôn tất cả các chị gái nào vào xem livestream chia sẻ đặt hàng là có đơn hàng luôn nhá. Rồi ok chị Hương Nguyễn nào, 50k cho chị màu trắng màu vàng em ơi. Ok chị gái luôn nhá. Số điện thoại bao nhiêu đây ạ? Chia sẻ đủ 6 lượt rồi em nhé. Số điện thoại 0973 428 129. Ok chị gái luôn nhá. Một trắng một vàng các chị gái hai chiếc 50.000 đồng quá xuất sắc luôn cho em tại livestream hôm nay nhá. 50k hai chiếc một trắng một vàng có đơn cho chị gái luôn rồi này. Ngọc Nguyễn thì chị chia sẻ 7 lần rồi em ơi, cho chị cả bộ em đang mặc nhé. Cả bộ em đang mặc cũng giá 50.000 đồng bao gồm cả áo cả chân váy, một áo màu vàng đúng không ạ? Một áo một vàng cho chị gái, em chốt hàng trực tiếp tại livestream của chị nhá. Chốt hàng trực tiếp tại livestream bên em sẽ gọi để là tư vấn chiều cao các bạn. Mặc vừa mặc đẹp size nào em gửi hàng size đấy, chia sẻ công khai hộ em là có đơn luôn này. Rồi ok nào chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho chị màu đỏ màu hồng em ơi. Chia sẻ 10 lần rồi nhé. Chia sẻ 10 lần em miễn phí ship toàn quốc chị nhá. Chị áo nào chia sẻ từ 10 lần trở lên miễn phí ship toàn quốc luôn đúng chưa ạ? Một đỏ một hồng chị nhá. Hồng Hàn Quốc siêu xinh các chị ơi, em nói thật với chị là màu hồng này đẹp lắm này. Duy nhất mẫu này về được màu hồng này rất là nhã nhặn, tinh tế, sang chảnh luôn cho em và thêm màu đỏ nữa thì quá đẹp rồi đúng không ạ? Mỗi ngày mình mặc một màu cho em nhá. 50k hai chiếc kèm màu kèm số điện thoại luôn nhá. Rất là nhiều chị chưa có số điện thoại là em chưa thể gọi điện là tư vấn đâu ạ. Nên mình hãy chắc chắn lấy màu nào kèm số điện thoại luôn hộ em. Rồi ok, Nguyễn Hằng Nga này 50k hai chiếc cho
chị màu đỏ, màu vàng. Ok chị gái luôn. Combo đỏ vàng quá là đẹp, quá là xinh tại livestream hôm nay nhá. Rồi ok, 50.000 đồng hai chiếc, chị gái nào trả hơn em không bán nhá. Chị thấy mẫu này ở ngoài 4-500 sao, ở đây lại bán rẻ thế này em ơi. Ở đây là tặng quà chứ không phải là bán nữa rồi đúng không ạ? Tặng quà tất cả các chị gái nào vào xem livestream, mình chỉ cần đặt hàng kèm cho em số điện thoại luôn. 50k hai màu kèm số điện thoại và mình chia sẻ cái livestream giúp em luôn được chưa ạ? Chỉ cần 1 phút chia sẻ có ngay cái áo giá quá rẻ thế này, tội gì mình không nhanh tay đúng không ạ? Đây ạ, trắng đen có hàng tất cả các màu, đủ màu cho các chị luôn nhá. Chị Diễm My 50k màu đỏ màu trắng em ơi. Ok chị gái đỏ trắng luôn nhá. Đỏ trắng rất đẹp luôn, màu trắng chị gái nào cũng mặc được hết luôn. Màu trắng màu đen chị gái nào cũng mặc được, không cần phải lăn tăn. Lăn tăn chọn màu là đến lúc hết màu hết size thì rất là tiếc đúng không ạ? Ưng màu nào kèm số điện thoại luôn, luôn và nhanh luôn cho em nhá. Rồi chị Minh Phạm cho chị một hồng một đen em nhé, chị chia sẻ đủ rồi. Chưa được nhận quà bao giờ đúng không ạ? Chưa được nhận quà bao giờ thì hôm nay chị gái ơi có luôn một đỏ một hồng. À một vàng một hồng của chị luôn nhá. Một vàng một hồng, à đây màu vàng của em đây nhá. Vàng hồng kèm số điện thoại có đơn cho chị gái luôn được chưa ạ? Hai chiếc bên em sẽ gọi được là tư vấn chiều cao và nặng chắc chắn, mặc vừa mặc đẹp em gửi hàng luôn nhá. Rồi ok chị nào đây ạ? Chị Trương Diệu Linh cho chị một đen một hồng em ơi. Ok một đen một hồng nhá. Một đen một hồng xinh quá luôn các chị ơi. Quá là đẹp, một đen một hồng đây. Hai cái áo này cái form dáng rất là trẻ đẹp này. Chị gái nào béo bắp tay một chút, béo bụng một chút, mặc rất là nhỏ gọn xinh xắn luôn cho em đây. Quay trước quay sau mình xem form dáng đi ạ. Mẫu này là hàng thiết kế cao cấp cực đẹp luôn cho em nhá. Nếu mà chị gái nào bảo không đẹp xinh quậy đây bắt đẹp em thoải mái luôn được chưa? Chị Huyền Huyền em có thấy chị nhá, có thấy tất cả comment của chị, nhưng mà nếu mà chưa chia sẻ livestream là sẽ chưa được chốt đơn hàng luôn ạ, nên là mình hãy nhanh tranh thủ luôn nhá. Rồi comment cho em luôn 50k cộng hai màu kèm số điện thoại này. Nguyễn Thùy Anh phải không ạ? Chia sẻ rồi em ơi, cho chị một trắng một đỏ. Ok chị gái nhá. 50k hai chiếc, 50.000 đồng hai chiếc có luôn chị nhá. Đẹp quá luôn rồi đúng không ạ? Rồi hàng thiết kế cao cấp có size 57 cân mặc vừa thoải mái đi ạ. Mẫu này nhà em từ 40 đến 60 cân luôn nhá. Bao cho chị nếu mà mặc không vẻ không xinh vậy đây bắt đèn em thoải mái luôn được chưa ạ? Rồi ok chị Lâm Phan này cho chị một cam đất một đen em ơi. Ok một cam đất một đen nhá. Hai chiếc 50k tiếp tục nhận hàng cho em, hai chiếc 50.000 đồng nếu mà bảo không đẹp không xinh vậy đây bắt đèn em thoải mái luôn. Trời ơi mẫu này mua ngoài trường không được, có giá 400 dưới 400.000 luôn. Ở đây chỉ bán giá bao nhiêu ạ? Ở đây chỉ bán giá 50.000 đồng hai chiếc thôi. Thực ra như này là tặng chia tất cả các chị thôi đúng không ạ? Chứ ở đâu mà có giá rẻ xuất sắc như này á. Chị Dư Thị Lan Anh ơi, mình chưa chia sẻ chế độ công khai là em chưa chốt được đơn, mình lưu ý nhá. Chia sẻ chỉ cần 2 lượt trang cá nhân ở chế độ công khai và 2 lượt hội trợ nhóm thôi các chị nhá. Rồi ok chị nào đấy ạ? Phan Như Quỳnh cho chị một hồng một vàng. Ok chị gái luôn nhá. Một hồng một vàng 50k hai chiếc, một hồng một vàng tiếp tục đặt hàng nhanh tay kèm số điện thoại luôn cho em hồng vàng nhá. Rồi ok chị ạ. Em chào chị Chi Chu nhá. Hà Thị Ngọc Trang ơi, nhanh tay hộ em luôn. Vừa mới vào xem livestream thì mình ưng màu nào mình hãy comment luôn hộ em.